Mới đây, chuyên trang du lịch của báo The New York Times Hoa Kỳ đã chọn Quảng Bình của Việt Nam nằm trong 52 điểm đến hấp dẫn nhất toàn cầu. Và lý do để tạp chí này bình chọn Quảng Bình lọt vào top 52 điểm đến hấp dẫn nhất toàn cầu là nơi đây sở hữu hang động Sơn Đòn lớn nhất thế giới. Theo đó, The New York Times xếp hạng Quảng Bình ở vị trí thứ 8 trên 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới và đứng vị trí quán quân số 1 trên 12 điểm đến hấp dẫn châu Á. Mô tả của The New York Times về hang động này là rất khổng lồ với các khối thạch nhũ có đường kính đến 260m. Trong lòng hang có thể đặt vừa tòa nhà 40 tầng. Ngay trong hang còn có khu rừng nằm ở độ sâu 400m. Trong khu rừng có cây cao 100m, chim mỏ sừng, khỉ và các loài cáo bay. Hiện hang động này đã kín khách đặt chỗ đến cuối năm 2015. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ nghiên cứu giá vé từ 3.000 đến tăng lên 5.000 USD nhằm đáp ứng các yêu cầu cao cấp của khách quốc tế.